Vừa qua, câu chuyện trên phố Sài Gòn sẽ khiến nhiều người trong chúng ta đau xót theo nhiều cách khác nhau. Một nhà hảo tâm đã biến ô tô của mình thành trạm phát cơm từ thiện lưu động. Anh ta tặng cơm cho những mảnh đời lang thang và chỉ phát cho mỗi người một suất. Có một người đàn ông vô gia cư, sau khi nhận được phần cơm của mình, đòi lấy thêm một phần cơm nữa. Nhà hảo tâm đã từ chối, không rõ cuộc đối thoại giữa hai người diễn ra như thế nào. Nhưng kết quả là người đàn ông vô gia cư lập tức nhặt gạch ném về xe, khiến kính xe vỡ nát một mảng. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh đó đã khiến dân mạng tranh luận không ngớt. Người cảm thấy giận thay cho người đi phát cơm từ thiện, người lại xót xa cho người vô gia cư nọ vì có lẽ trong anh ta có uẩn khúc. Được biết, nhà hảo tâm sau đó đã cùng một người vô gia cư về phường lập biên bản. Sau khi tìm hiểu thì biết hoàn cảnh của người đàn ông này rất tội nghiệp, có lẽ quá nổi nóng, không làm chủ được hành động của mình. Nhà hảo tâm đã quyết định viết giấy không truy cứu thêm sự việc. Người anh thân thiết đã chia sẻ câu chuyện, tiết lộ thêm, em mình đã tặng thêm cho người đàn ông ấy một chút quà. Cách hành xử nhân văn và cái kết có hậu của câu chuyện đã khiến dân mạng hạnh phúc lây.